Lại là một video về Pokemon mới trong bản Legend Arceus. Và lần này thì tôi sẽ nói về Sneasler. Vốn loài Sneasel và Weavile chúng ta đã biết mang song hệ là băng và bóng tối. Nhưng ở vùng Hisui này, Sneasel lại có song hệ là giác đấu và độc. Và cũng không tiến hóa thành Weavile mà thành một loài mới tên là Sneasler, với một cái phong thái rất là khinh khỉnh bố đời. Và được tiến hóa bằng cách sử dụng trang bị Razor Claw lên Hisuian Sneasel vào ban ngày. Hình thái tiến hóa này là kết quả của việc Hisuian Sneasel thích nghi với cuộc sống bên những vách núi. Sneasler có thể dễ dàng leo lên những vách đá dựng đứng bằng móng vuốt của mình. Sở hữu chất độc ghê gớm và một thể chất phi thường, cho nên không Pokemon nào dám dây vào vùng lãnh thổ của nó. Trái ngược với loài Weavile thường sống và săn bắt theo kiểu bầy đàn thì Sneasler lại thích đi solo hơn. Đầu tiên hãy nhìn vào phân bố chỉ số của Pokemon này trước, vì nó thật sự rất ấn tượng. Cả công vật lý và tốc độ đều ở mức tuyệt vời. Nếu chúng ta đem so sánh với Weavile thì có vẻ là hơi chậm hơn một tí, nhưng đạt đến ngưỡng này là Sneasler đã có thể vượt tốc độ gần hết số Pokemon còn lại rồi. Song hệ của Sneasler cũng kháng được nhiều hơn và ít nhỉm yếu hơn so với Weavile. Cả hai đều bị X4 bởi một hệ nào đấy, nhưng trong trường hợp của Sneasler, X4 hệ siêu linh có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều so với X4 giác đấu của Weavile, bởi vì hệ siêu linh nó không có chiêu ưu tiên và cũng không phải là một hệ công kích quá thông dụng như là giác đấu. Tuy nhiên về mặt công kích thì độ phủ sóng của Sneasler lại hẹp hơn, đặc biệt là hai cái staff của hệ độc và giác đấu đều bị kháng bởi những hai hệ là độc và ma. Thế cho nên, so với mục đích sử dụng của một Pokemon chuyên tấn công, có lẽ anh em sẽ cho rằng con Weavile là hữu dụng hơn. Thật ra thì vẫn còn tùy xem đội hình của anh em nó thiếu cái gì và cần công cụ để đối phó với Pokemon nào nữa. Kiểu như nếu anh em muốn chống lại Dragapult, Spectrier, Landorus thì Weavile là sự lựa chọn tốt hơn. Còn nếu anh em muốn bán hành cho Clefable, bọn Tapu hay là Rillaboom thì Sneasler là một trong những Pokemon nhanh và mạnh nhất cho nhiệm vụ này. Còn nếu so sánh với một Pokemon hệ độc và giác đấu khác là Toxicroak thì Sneasler kiểu như là một phiên bản nâng cấp vậy, mạnh hơn và nhanh hơn đã đành. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết bộ chiêu thức đầy đủ của Sneasler sẽ có những chiêu hữu dụng gì khác, nhưng ít nhất đã biết là nó có Close Combat, còn Toxicroak thì không. Bên cạnh đó là Short Dance để tăng đam nếu như nó thật sự cần, Rain Punch để hút máu và Shadow Claw là chiêu bổ trợ hoàn hảo để đối phó với hệ ma và siêu linh. Ngoài đặc tính Pressure mà thường hiệu quả hơn ở các Pokemon chuyên thủ, thì Poison Touch có lẽ sẽ là lựa chọn ưu tiên dành cho con Sneasler này, khiến cho bất kỳ chiêu thức nào va chạm với đối thủ đều có thêm 30% gây nhiễm độc. Đối với một Pokemon công kích mạnh như Sneasler thì đặc tính này sẽ không đem lại hiệu quả quá lớn như đối với con Alolan Mark. Nhưng mà nó vốn cũng đã khỏe rồi, cho nên là thêm gì thì dùng nấy thôi. Cứ lấy con Weavile làm ví dụ mà xem, đặc tính của con đấy thậm chí còn chẳng thêm được tí công tí thủ nào. Với Poison Touch thì Sneasler sẽ có thêm một chút sát thương để cho những ông nào cố trụ lại được bằng Focus Charge cũng sẽ không đứng được cho đến lượt sau. Hay là những ông nào bình thường sẽ phải mất 3 hit để hạ thì sẽ có tiềm năng giảm xuống thành 2 hit. Sneasler có một chiêu thức độc quyền là Dire Claw, chiêu thức vật lý hệ độc có sức mạnh 60 và tác dụng phụ là 50% khiến cho mục tiêu bị nhiễm độc, tê hoặc ngủ. Tôi không đánh giá cao chiêu này lắm, dĩ nhiên là bởi vì nó đánh không mạnh. Tôi không thực sự quan tâm đến tác dụng phụ của một chiêu, trong khi con Sneasler mạnh như thế này có thể hạ gục đối thủ ngay lập tức bằng một chiêu khác. Mà kể cả là không hạ gục được luôn đi, thì chiêu Poison Jab thêm tác dụng của đặc tính đã lên đến 51% khả năng nhiễm độc rồi, có phải là thấp nữa đâu. Còn Diaclaw thì sau đặc tính sẽ là 65%, tỷ lệ hơn thua nhau cũng không đáng kể mà yếu hơn thì rõ rệt. Chiêu này có được tăng thêm tỷ lệ chí mạng, nhưng thật ra kể cả có chí mạng 100% đi nữa thì sức mạnh cũng chỉ lên được 90. Ừ thì Diaclaw có thể gây tê hoặc ngủ nữa, nhưng mà anh em nghĩ có mấy khi nó ra được cái hiệu ứng mà mình muốn đâu. Đánh hên xui thì cũng không phải là mục đích mà anh em sử dụng con Sneasler này, nó chỉ cần đánh trước, đánh mạnh và không nhân từ mà thôi. Tổng kết lại, tôi không dám chắc liệu Sneasler sẽ thể hiện quá xuất sắc ở Gen 9, bởi vì chúng ta chưa biết được những Pokemon đáng gờm nào sẽ nổi lên là mưa làm gió ở thời điểm đấy và cần counter bọn đấy như thế nào. Nhưng vẫn có thể yên tâm một điều là Sneasler không thể là một Pokemon tệ được. Thế còn anh em nghĩ sao về Pokemon này? Liệu Pokemon nào sẽ gặp nguy hiểm nếu như Sneasler xuất hiện trong thi đấu chính thức? Hãy comment ở phía dưới cho mọi người cùng thông não nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến cái video ngắn ngắn này và hẹn gặp lại anh em ở những video ngắn ngắn tiếp theo. Peace!